làm gì để họ chủ động nhắn tin với bạn. Mình nghĩ là tại sao các bạn lại chủ động nhiều như vậy? Đó chính là tại vì các bạn sợ người ta sẽ không chủ động với mình. Để mà có thể phục vụ cho nhu cầu làm YouTube của mình. Và mình mong rằng là những thông điệp mình mang đến cho các bạn từ clip này, các bạn sẽ đón nhận một cách thật cởi mở. Làm gì để họ chủ động nhắn tin với bạn? Và lưu ý nha, những tips mình sắp kể dưới đây, các bạn có thể áp dụng để khiến cho người ấy có thể chủ động nhắn tin với các bạn. Thậm chí có thể là chủ động cưa cẩm, hoặc là chủ động tỏ tình luôn. Quan trọng là các bạn áp dụng đúng chỗ, phù hợp và kiên nhẫn và chờ đợi kết quả. Điều số 1, đó chính là ít chủ động. Tại sao lại là ít chủ động? Tại vì các bạn phải hiểu, một người tung thì phải có một người hứng. Đã có một người chủ động rồi thì người còn lại chỉ có thể là người đón nhận thôi, chứ họ không thể nào chủ động với bạn được nữa. Và nếu như bạn là người đang ở trong cái trường hợp là bạn chủ động với người ta quá nhiều, thì mình nghĩ là bạn nên ít chủ động lại, cho dù là người ta đang không chủ động với bạn. Người ta chưa kịp muốn chủ động với các bạn là các bạn đã vội vàng muốn nhắn tin với người ta trước rồi. Nếu mà bạn luôn chủ động như vậy thì làm sao mà họ có thể chủ động với bạn được, đúng không? Nên là hãy đổi sang từ người chủ động thành người đón nhận đi. Tiếp số 2, đó chính là ít đăng story lại, thậm chí có thể là không đăng luôn. Khoan, trước khi mà bắt bẻ mình á, thì các bạn hãy nghe mình nói tiếp nè. Vì các bạn cần trở nên bí ẩn, không chủ động với họ, thì họ mới thắc mắc là bạn đang làm gì, bạn đang ra sao. Và họ muốn nhắn tin chủ động với bạn là như vậy đó, tại vì họ cảm thấy bạn bí ẩn và họ muốn biết về bạn nhiều hơn. Nhưng mà nếu như bạn update lên mạng xã hội quá nhiều về bản thân mình, sẽ khiến cho người ta không còn cảm thấy bạn thú vị nữa. Người ta nhìn vào story thôi, người ta cũng đã biết cuộc sống của bạn như thế nào rồi. Người ta không còn thắc mắc về những cái điều riêng tư của bạn nữa, và người ta cũng không còn cảm nhận là bạn bí ẩn nữa. Nên là người ta cũng không muốn tìm hiểu sâu về bạn, người ta cũng không còn muốn chủ động bắt chuyện với bạn để mà cả hai có thể nói chuyện và để họ hiểu bạn hơn. Tại vì chỉ cần nhìn cái story thôi là hiểu bạn đang như thế nào rồi, đúng không? Nhưng mà vẫn còn một cách cho những bạn rất thích đăng story, đó chính là tuyên quyết không đăng gì về người ấy, không đăng về chuyện tình yêu, không đăng về những điều tiêu cực. Cũng phải chọn lọc thông tin để mình đăng cho nó thích hợp. Đăng những điều vui vẻ, thể hiện mình là một người vui vẻ, tích cực. Một ngày đăng một cái, hoặc là 2-3 ngày đăng một cái, thật là ít thôi. Nó vẫn giữ được cái sự bí ẩn, người ta vẫn cảm nhận được bạn là con người tích cực, luôn vui vẻ và tự tin vào bản thân mình, thì người ta sẽ cảm thấy bị thu hút bởi bạn. Thì số 4, điều này cũng khá quan trọng. Hãy tối ưu hóa những ưu điểm của mình và cải thiện những khuyết điểm của bản thân. Nên là nếu như mà bạn đã có sẵn vẻ bề ngoài, bạn đang cảm thấy tự tin với nó, thì hãy tối ưu hóa nó, khiến cho các bạn càng ngày càng lộng lẫy hơn. Và nếu như bạn không phải là người có vẻ bề ngoài, thì cải thiện giọng nói, cải thiện tính cách của mình, và có thể là nụ cười. Nụ cười cũng là một điều rất quan trọng, và nó cũng có khả năng để thu hút một đối tượng đó. Nếu như các bạn không phải là những người có nụ cười đẹp hay là có những hàm răng đẹp, hãy cố gắng tìm cách cải thiện nó. Các bạn có thể niềng răng hoặc là học cách cười mà không cần phải hé răng, kiểu cười mỉm á. Hãy cứ thoải mái đi, ai cũng sẽ có những cái ưu điểm khuyết điểm cả. Quan trọng á là các bạn phải nhìn nhận ra bản thân mình có những ưu khuyết điểm gì và có ý chí cải thiện nó dần dần. Bốn cách này nó chỉ là bốn cách cơ bản thôi, và các bạn phải dùng nó trong một khoảng thời gian dài. Ok, và đó là những tips của mình đã rút ra sau một khoảng thời gian mà mình trải nghiệm cũng như là mình nghiên cứu về cái vấn đề này, thì mong là các bạn sẽ có thể áp dụng và thành công với lại những cái tips mình đưa ra với các bạn nha. Và nhớ kiên nhẫn, tại vì cái gì nó cũng cần thời gian cả, không phải là cứ ngày 1, ngày 2 là thành công đâu.